Và chương trình tiếp theo để chờ một tiếng vào đội bóng đó. Góc khá hẹp cũng đang là những pha ngăn chặn rất tốt ở tư số này bên phía của FCB. Đó là Danh Lê phản công chưa thể tìm vào được. Dứt điểm từ xa, đó đã là một cơ hội trôi qua. Thì là tốt, thì nó vào sẽ làm cho bản thân tiếp theo vẫn dành cho mình những cái đấu tranh. Nhưng các đội bên phía của dòng đội thì tiếp tục có những pha chơi rất là quyết đoán. Đây có những pha xử lý thế trận rất hay mà bóng xuống khá nhanh. Trang ngang và kiểm soát rất tốt. Cơ hội vẫn sẽ dành cho bên phía Âu Đông. Vẫn còn đưa trình về xử lý bóng nhanh. Đây vẫn sẽ là cánh tay, nhưng đó vẫn đang là một cơ hội trôi qua.